Trung thu nha. Mình có 100g đậu đỏ, 60g đường, 30g dầu ăn, corn syrup hoặc là mạch nha. Sau khi ngâm đậu 6 đến 8 giờ trong nước xong, mình sẽ rửa sạch đậu và cho một lượng nước cách mặt đậu 2 lóng tay để nấu. Theo kinh nghiệm mình thì khi hai lóng tay nước này vừa cạn xuống đậu thì hạt đậu nó chín, hạt đậu chín nhiều như thế này là được nè. Sau đó mình đem đậu đem đi rửa. Việc này sẽ giúp cho nhân giữ được lâu hơn, lâu hư hơn. Sau khi rửa xong thì mình sẽ cho nước xăm sắp mặt đậu rồi đem đi xay. Các bạn có thể sử dụng máy xay cầm tay hoặc là máy xay sinh tố đều được nhé. Miễn sao cho đậu càng nhiều càng tốt. Đậu mình xay xong rồi, bây giờ mình sẽ lọc qua đây nè. Và đây là hỗn hợp đậu nước sau khi mình xay xong. Cũng tương đối là mịn miệng ha, nhưng mà hơi bị nhiều nước. Bây giờ mình mở bếp ở lửa lớn nhất, sau đó cho đường vào. Mục đích của giai đoạn này là mình sẽ làm cho hơi nước bốc đi. Có nhiều công thức, chúng ta sẽ cho đường và dầu ăn vào xay luôn, nhưng mà mình cảm thấy là như vậy mình đã thử rồi, sên khá là lâu. Khi mà mình sên đậu với đường trước như thế này thì nước bốc hơi lên khá là nhanh. Mình có thể để lửa rất là lớn, nhưng mà lớn quá do đậu nó bắn ra ngoài thì hạ lửa xuống nha, coi chừng phỏng. Bây giờ thì đậu đã bắt đầu sệt lại rồi. Các bạn sẽ cảm thấy là đậu nó giống như là nó sát ở đáy, nó hơi dính chảo một tí. Thì lúc này mình bắt đầu cho thêm dầu ăn vào. Dầu ăn mình chia làm 2 đến 3 phần, cho vào từ từ nhé. Khi nào mà đậu ngấm hết dầu thì hãy cho tiếp vô. Và kể từ lúc cho dầu vào thì mình để lửa thật là nhỏ. Bởi vì nếu mà lửa lớn thì nhân sẽ bị tách dầu, không thể nào ngấm dầu được. Mà nhân mà bị tách dầu thì khá là nguy hiểm cho bánh trung thu. Thứ nhất là nhân nó sẽ bị khô, thứ hai là nhân và vỏ nó không có dính nhau sau khi nướng. Khi sơn thì mình liên tục đảo đều cái chảo đậu nha, tránh bị khét. Mặc dù mình đã dặn nhỏ lửa lại rồi, nhưng mà ban đầu do mình nấu lửa cao quá cho nên là cái chảo nó vẫn còn nóng, cho nên đậu hơi sôi nè. Dầu nó đã ngấm hết vô đậu rồi, bây giờ mình bắt đầu cho thêm dầu vào nhé. Tiếp tục đảo cho đến khi mà không còn thấy những cái vệt dầu nó rời ra nữa mà nó ngấm vô đậu luôn. Dầu nó đã ngấm hoàn toàn vô đậu rồi thì bây giờ mình sẽ
cho corn syrup hoặc là mật nha vào. Corn syrup và mật nha là không bắt buộc, nhưng mà nếu cho corn syrup hoặc là mật nha vào thì thứ nhất là tránh hiện tượng lại đường, giúp cho nhân của mình ẩm hơn, mềm mịn hơn và trong hơn. Tuy nhiên nếu mà mình ăn ở nhà bánh không để quá lâu thì các bạn có thể không cần sử dụng mật nha hoặc corn syrup. Về liều lượng thì với 100 g đậu thì mình sẽ sử dụng 20 g corn syrup hoặc là 30 g mật nha. Theo mình thì sử dụng mật nha sẽ ngon hơn, nhân nó sẽ trong hơn. Sau khi mình cho đường xong thì mình cho con syrup xong thì mình vẫn tiếp tục sơn nhé. Nhớ đảo đều đậu, đừng có để đậu bị khét và dặn lửa thật là nhỏ, tránh bị tách dầu. Sau một hồi sơn thì nhân đã bắt đầu đặt rồi đó. Bây giờ mình không có còn khuấy ở đáy nữa, mà mình bắt đầu mình vét những cái nhân lại với nhau và trộn đều trên chảo. Mình cứ đè bẹp nhân ra xong rồi vuốt nó lại. Ở dưới đáy chảo có một ít dầu thì không sao cả, nhưng mà nếu mà bạn thấy cái cục nhân của bạn mà bóng hoặc là bóng mà dưới đáy thì càng nhiều dầu là bị tách dầu rồi đó. Lúc đó bạn có thể đổ một ít nước sôi vô và sên lại thì dầu nó sẽ tiếp tục nóng vào nhân. Đừng cố sên khi mà bị tách dầu nha. Đây là cái giai đoạn mà nhân đã đặc hơn và gần được rồi. Đây là giai đoạn mà tương đối khó xác định nhất, nhân đã đặc hay chưa đó với các bạn mới sinh nhân lần đầu. Tương đối đặc rồi ha, nhưng mà khi mà mình dép nhân, mình thấy là khi mà mình đẩy nhân lên thì nhân nó vẫn còn chảy xuống một tí, vẫn chưa ổn. Các bạn có thể thử bằng cách đưa ngón tay chạm đầu ngón tay vào nhân, nếu mà nhân nó dính vào ngón tay thì chưa có đẹp. Nhưng mà nếu mà thử cách đó thì lưu ý là khi mà bạn đã như vậy thì cái phần nhân mà tiếp tục tiếp xúc với mặt chảo hoặc là phần nhân bên trên thì nó có khả năng nó sẽ khô không dính tay, nhưng mà phần nhân ở giữa nó vẫn còn dính tay, nó vẫn còn ướt đó. Mình thử hay mình hay lấy cái với mình cắt như thế này, nếu như mà đường cắt rất là dứt khoát không có bị dính nhân vô thì là tương đối ổn rồi đó, sắp đạt rồi đó. Này nhân nó cũng không cũng còn ít chảy nè, ít sệ xuống. Mình đảo thêm một tí nữa ha. Chưa ổn lắm đâu, xíu nữa đi. Đó, nó không phải còn dính dính nè. Mặc dù là nhân là bớt bớt không có còn sợi nữa, bây giờ thì nhân đã cứng hơn rồi. Mình thử lại. Không còn ngã xuống viết tới đâu rồi nó cứng tới đó. Đó các bạn có cái cách cắt nó rất là dứt khoát, không có dính lung tung như hồi nãy nữa. Vẫn nhớ là để tiếp tục để lửa nhỏ nha, thật nhỏ nha. Rồi coi nhân ổn hay chưa thì mình sẽ lấy ra một miếng nhân mình vo thành viên tròn. Vo trên tay không nóng đâu các bạn, tại vì nó đã nguội hết rồi. Lưu ý khi mà sơn nhân á, mình hay để cái vạt máy phía trước và sơn trên bếp điện từ. Tại vì sơn nhân khá là nóng, vạt máy cũng giúp cho cái hơi nước nó thoát nhanh hơn nữa, thời gian sơn nó đỡ hơn, nó rút ngắn lại. Cái viên nhân khi mà vo xong nó không có bị bẹp xuống thì chứng tỏ là nhân đã đạt rồi. Sau khi sơn xong thì mình sẽ bọc vào màng thực phẩm hoặc là túi zip. Các bạn có thể sử dụng nhân luôn, đóng bánh luôn, hoặc là trữ ở ngăn mát 2 ngày, hoặc là trữ ở ngăn đông 2 tháng nhé. Chúc các bạn thành công.